Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có một cái series để gửi tặng bạn Trần Cường nhá. Một con sâu bóng đêm, Lữ Hoàng bóng đêm. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lựa cho bạn một con sâu bóng đêm, một con sâu đen tuyền luôn. Đây rồi, một con sâu bóng đêm các bạn ạ. Một con sâu đen trên mọi phương diện. Để coi xem quả mắt nào nó ngầu nhỉ. Quả mắt nào nó ngầu đây. Thôi sử dụng quả mắt cỗ đi nhỉ. Ui, cặp mắt nhìn khét thế nhỉ. Ok. Đấy, Nữ hoàng bóng đêm là phải màu đen nó mới chất đấy nha bạn. Ok, let's go. Vâng, và video này thì chúng ta sẽ gửi tặng bạn Trần Cường một con sâu với 3 triệu điểm. Một thanh niên nữ hoàng bóng đêm. Lụm chào. Một pha bẻ lái đầu tiên quá ổn áp luôn. Đấy rồi, hai thanh niên. Ây da, đồng thế nhờ. Thịt luộc em sâu này luôn. Áo trắng với chúng tôi à. Dám ăn chanh đồ ăn của mình. Thanh niên này lì thế nhờ. Lì với anh này. Bây giờ thì phải làm sao đây? Ok luôn. Vâng, top 9 server rồi. Phải nói là một con sâu đen tuyền nhìn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thế nhờ. Vâng, đồ ăn free rất nhiều. Tránh thử đi lụm chảo. Uầy, hai con luôn này. Hai thanh niên đã bị mình khóa rất nhanh. Và nguyên một hang ổ rắn ở đây các bạn ơi. Rất là nhiều sâu. Ây da, chú mèo Simi kìa. Và một con nữ hoàng băng giá nữa. Thanh niên nữ hoàng băng giá cũng khá là to các bạn ạ. Khu vực này đông thế nhờ. Lữ hoàng bằng giám chúng tôi. Chạy đi đâu, pha này thì thoát làm sao được. Vâng, em nữ hoàng băng giá đã bị mình bao vây rồi. Đấy rồi, thanh niên đã bay màu rồi. Wow.
con sâu màu cam này, một thanh niên màu cam đỏ. Vâng, một con ngũ sắc rất đẹp luôn các bạn ạ. Một con sâu ngũ sắc. Có vẻ như em sâu màu cam đã toang rồi. Thanh niên này có quả giáp nhìn đẹp thế nhờ. Nhìn rất là sặc sỡ các bạn ạ. Rất chi là ấn tượng. Vâng, đây rồi. Lụm chảo. Dám ăn chanh đồ ăn của mình nhỉ. Ok, và rất nhanh con sâu của bạn Trần Cương đã vào được top 1 server với 1.300.000 điểm. Ấy da, một miếng mồi béo bở. Quá to luôn anh em ạ. Một con sâu lắm mắt. Ngoài đông thế nhờ. Vâng, khu vực này khá là đông. Lụm chảo, dám ăn hôi à? Thánh niên ăn hôi này. Cái tội ăn hôi các bạn ạ. Cái tội ăn hôi, ây da. Ok, chúng ta sẽ bao vây hết mấy thanh niên này lại. À, chú em này định bỏ chạy. Định bỏ chạy với chúng tôi à? Thôi làm sao được. Vâng, 1.800.000 điểm rồi. Điểm số đang gia tăng rất nhanh. Ok, và chúng ta cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của video này. Vâng, đồ ăn rất nhiều các bạn ạ. Không con sâu nào ăn cả. Wow, mình vừa mới phát hiện một thanh niên rồng đỏ. Một con sâu rồng đỏ rất to. Chúng ta sẽ chặn đầu bạn ý nhá. Ây da, có vẻ như bạn ấy toang rồi anh em ạ. Đúng là toang thật rồi. Vâng, không còn cơ hội nữa các bạn ạ. Đang định tiêu diệt bạn ấy thì bạn ấy toang rồi. Đây rồi, một con rồng đỏ nữa. Con này thì bé hơn các bạn ạ. Nhưng này thì nhỏ hơn một chút xíu nữa. Wow, nguy hiểm. Xém nữa thì bay màu.
Quá là ảo với pha vừa rồi. Còn cơ hội để chúng ta lên 3 triệu điểm. 2 triệu 887 ngàn điểm rồi. Ok, và con sâu của bạn Trần Cường đã lên được 3 triệu điểm rồi. Một thanh niên siêu to khổng lồ. Ây da, 3.094.000 điểm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.